Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên cả nước, chiều nay 19 tháng 4, tỉnh Nam Định bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đợt đầu tiên này, tỉnh triển khai tiêm cho học sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu, ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định. Theo chỉ đạo, trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định là một trong 5 trường đầu tiên của tỉnh thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ 12 tuổi là các em học sinh lớp 6. Trường đã rà soát lên danh sách 80 học sinh đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân và Trạm Y tế Phường Thống Nhất chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để công tác tiêm được an toàn, hiệu quả. Đây là lần đầu tiên em được tiêm vaccine. Em hơi hồi hộp và hào hứng nhưng mà em rất là an tâm bởi vì đã có sự đồng hành của bố mẹ và các thầy cô ở bên cạnh. Các y bác sĩ cũng đã hướng dẫn tụi em sơ sơ về những triệu chứng có thể gặp nên là em và các bạn cảm thấy rất là an tâm ạ. Nhờ chủ trương của chính phủ, của Bộ Giáo dục và của các thầy cô giáo ở trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ đã tạo điều kiện cho con để được tiêm phòng COVID để con được trở lại trường học an toàn. Thì là một phụ huynh thì là mình rất là vui mừng và cảm thấy là vì là mình đã được tiêm 3 mũi rồi mà con thì chưa được tiêm. Thì thực ra là hôm nay mà con được tiêm thì mình thấy rất là vui. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo của trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ đã quan tâm đến các con, cho các con được tiêm để các con được trở lại trường học an toàn. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 214.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có hơn 26.000 trẻ ở độ tuổi 11 và 15.680 trẻ đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này. Nhằm đảm bảo chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được an toàn, hiệu quả, ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm chủng đồng loạt trên địa bàn tỉnh theo hình thức cuốn chiếu, gọn theo phạm vi từng trường, từng địa phương cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng và được cha mẹ, người giám hộ đồng ý tiêm chủng. Với cái mục tiêu tiêm ấy, làm sao để cho lựa chọn được nhiều các cháu tiêm nhất, cùng với đó nữa thì đảm bảo an toàn nhất cho các cháu. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tập huấn cho đội tiêm, tập huấn cho bác sĩ, cho cán bộ y tế sàng lọc trước khi tiêm. Và chúng tôi cũng đã tập huấn cho đội cấp cứu để đảm bảo 3 cái kíp này là đầy đủ về số người, đủ về các cái điều kiện để làm sao tiêm an toàn nhất cho các cháu trong cái đợt tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi này. Thuốc thì do Bộ Y tế phân về và thuốc thì đã được Bộ Y tế kiểm soát rất là chặt chẽ và đảm bảo để tiêm cho các cháu. Và thuốc đợt này tiêm cho các cháu là thuốc Moderna. Và với cái liều lượng tiêm ấy là 0,25 và mỗi một lọ tiêm vậy là tiêm cho 20 cháu. Trong buổi đầu tiên, có hơn 400 học sinh lớp 6 tại thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Với 17.600 liều vaccine được phân bổ, ngành y tế sẽ tiến hành tiêm chủng theo lộ trình hạ dần theo lứa tuổi, lần lượt bắt đầu từ trẻ 11 đến dưới 12 tuổi, tương đương khối lớp 6. Tiếp theo là trẻ khối lớp 5 đến khối lớp 1 và cuối cùng triển khai cho trẻ 5 tuổi, tương đương khối mẫu giáo, đảm bảo tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn, đạt tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch.